Xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Merida Cross 300, một dòng xe đạp Touring hàng bãi và đang bán tại cửa hàng em với mức giá là 7.600.000, một cái mức giá và rất là hợp lý và dễ tiếp cận để các bác mua về để sử dụng chiếc xe này trong nhu cầu thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe hàng ngày trong những con đường tuyến phố thì rất là tốt. Dòng Touring City Bike đến từ thương hiệu Merida, một cái thương hiệu rất là quen thuộc với các bác trên xe rồi, và một cái nó cũng là một cái thương hiệu mà rất là có tiếng trên toàn thế giới các bác nhé, thương hiệu Merida. Model hôm nay là em về là Cross 300, tông màu rất là đẹp, tông màu đen và pha với logo kẻ chỉ xanh, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Tông màu sơn thì còn tương đối là mới các bác nhé, hầu như là rất là ít vết xước này, ít vết xước, không có vết xước nào đáng kể, chỉ có những cái xước dăm li ti đây do quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi đâu. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhé, khung nhôm khung sườn rất là đẹp, sử dụng bộ chuyển động Shimano Asisa với 8 tầng lip và gạt đĩa Antut với 3 tầng đĩa, trên xe có 24 tốc độ khác nhau. Đấy, xích níp các bác có thể nhìn thấy quật rất là mới đẹp. Đấy, sử dụng níp thả 8 tầng để xì ra. Vành 700C của Alex Rim các bác nhé. Đấy, khung này nó có sẵn cái mấu để các bác sau này có thể nâng cấp lên phanh đĩa. Sử dụng loại phanh chữ V cũng là nguyên zin theo xe. Đến phần ghi đông trên này thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm 3-1 của Shimano. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm, thì chiếc xe vừa các bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Asisa gạt đĩa Shimano Antut 8 tầng lít 3 đĩa cho xe 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động các bác nhìn trên hình rất là mượt mà. Toàn bộ đồ thì cũng còn tương đối là mới như này. Chuyển động các thứ rất là ngon này. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7.600.000 bao ship toàn quốc cho cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.